đầu áo cam, một bánh tráng. Một bánh tráng hả? Dạ mọi người ơi, dòng này mọi người mua vé thì mọi người tay dò vé mà tay ăn bánh tráng thì nó hay lắm cả nhà, đúng không? Thế mình đang làm cái thiện nguyện là cái gì không chị? Mình gọi là cái gì? Mình cứu nguy cho bánh tráng đó chị. Trời ơi, khổ quá. Chị mua em một bịch đúng không? Cảm ơn chị, tranh thủ bán đi mọi người ơi. Bánh tráng ế quá. Chắc bữa... Chắc bữa nay... Ơi. Bữa nay sao chị? Chắc mua được chiếc xe. Mà không mua được chiếc xe, chắc mua được bánh xe Mercedes quá. Nè, đang ế nghe mà tối ngày Mercedes gọi nhà. Người ta ghét cái Mercedes, người ta mới cho chị qua ế đó. Vậy kính thưa quý vị, ai ủng hộ giùm cho em, qua bên đây ủng hộ giùm cho em. Nói cho mọi người thương chị Thi đi. Hiện tại chị Thi mới mua được cái bánh xe đạp à. Đúng không? Chị mới thăng. Không đủ tiền mua được cộng dây xích nữa. Ủa lên chị. Dạ cảm ơn những mọi người đó luôn luôn. Rồi đem bánh tráng qua đây giùm cho các Thi nè. Cho chị ba này ủng hộ giùm nè. Nhờ ai đem qua bánh tráng qua giờ chị đợi tí xíu nha. Không mua luôn. Trời ơi chị. Bây giờ không mua bánh tráng, chị mua bánh bao. Rồi biết sao không chị? Tại lu bu á chị. Có một mình này, có một anh đó bán lên bưng ra không kịp chị giờ xíu nha. Dạ quý vị ơi, em ship từng nơi, ai ủng hộ bánh tráng ngồi tại chỗ đi. Em ship từng nơi cho quý vị. Đây nè má ơi, người ta kêu ba mũi trời. Trời ơi là trời. Đang sổ à. Quý vị ơi, đại hại giá. Hồi lúc em mới vô là mua 3 bịch là 90. Nhưng mà bây giờ ai mua 2 bịch em bán 60 luôn quý vị. Bán ghẻ cho quý vị luôn. Một bịch thì sao chị? Một bịch thì 30. Rồi rất là rẻ. 3 bịch mới đầu vô 3 bịch là chị bán 3 bịch là 90 á. Nhưng mà bây giờ mình đại hại giá luôn. Là 2 bịch 60, 1 bịch 30. Thôi mệt quá. Chị bán 4 bịch đi. 4 bịch 120. 4 bịch là mình tội lỗi chứ. Thôi đừng có é chữ Thi. Thôi giờ bán 4 bịch mà không có 120 vậy. Thôi mình bán 5 bịch đi. 5 bịch 150. Quầy dũng. Dạ mong quý vị nhớ ủng hộ dùm cho tụi em. Quý vị nào có lòng thì cứ việc ghé qua đây. Tự giờ em mời vé cái em quen. Em quên luôn bánh tráng của em. Nhưng thật sự quý vị nào muốn ủng hộ cứ việc ghé qua đây ủng hộ dùm em. Em cảm ơn quý vị ha. Nói chung là bây giờ tụi em đang phục vụ cho quý vị. Cũng như là quý vị đến đây quý vị có coi vừa uống nước nè. Vừa có những món ăn chơi để giải trí. Thì mong quý vị ủng hộ dùm cho các Thi bánh tráng trộn đi va. Dạ mọi người ơi, dòng loại này cũng là dòng loại cuối cùng luôn ạ. Để cho em kết thúc phong chị. Kiểu em kết thúc để bắt đầu vô dò số. Dạ đúng rồi. Dòng loại này là dòng loại 20.000 đồng. Dòng loại cuối cùng của ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn quý vị đang ngồi từ đầu mùa đến cuối mùa với là tụi em. Thật sự thương quý vị lắm á. Thương nè, nhất là thương cô này nè. Ngồi từ đầu mùa tới cuối mùa luôn nè. Cô ơi, mình nói chuyện mình khép hát rồi. Chị tối ngày chị bỏ gì em nói thiệt với chị hết sao? Không biết cái hang động không? Cái hang động là ở đâu? Chị đã thấy được một cái hang rồi. Cái hang nào? Hai chị em mình chui vô đi. Thôi chị không được đâu, chui vô không có đường ra đó. Đây, mong quý vị nhanh tay lại chân để đầu tư cho mình em mua vé đúng không? Rồi, đem vé qua đây là tụi ơi. Đem vé qua đây cho em trai nè. Trên cái tập gì quý vị nè, chưa có vé nhớ đầu tư cho mình những tập vé cuối cùng nha quý vị nha. Còn quý vị đã có vé rồi, tập trung về sân khấu hướng mắt về chương trình chuẩn bị. Dò mọi người ơi, dòng này mọi người chuẩn bị lấy những cái vé cũ ra để mình soạn đi năm vé, tụi em sẽ đổi một vé dòng sau đó là dòng đổi vé nhau, cho quên đi đớn đau, khôi bờ tâm ngày xa.
33 dân gian. 33 số đầu tiên. Anh mua vé hả? Mua vé hả? Ngoài của vé thì giơ tay ba. Vé 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 nè. Vé thì em vé thì em 33. Giơ tay lại đi, số đầu tiên. Giơ tay lại đi anh ơi. Chán hụt giơ tay. Chán hụt giơ tay. Vé cũng giơ tay. Thì là 33 số đầu tiên. Số tiếp theo. Ra cái tựa đề là heo ăn cám cho em.
Ok. Thì làm sao cho gà heo ăn cá. Mỗi ngày đi qua không còn em đi đâu. Dưới nắng con đò cho heo ăn cá. Còn số 8, còn số 8 rồi gà ra có mấy đầu mấy gì đây. Còn số 8, còn số 8, còn số 8, còn số 8, còn số 8 ngày quá trời mưa. Quý vị, dòng loại này có một chủ nhân đã may mắn kinh con số 34. Thì quý vị khoan vừa gọi là dễ nha. Rồi em mời anh. À, em mời chị. Rồi ba chủ nhân. Ủa gia đình mình đem đám cưới hả? Dạ. Không anh, mình chơi cái chương trình như thế này là mình sẽ chia đều sản phẩm ha. Vì tấm vé tụi em có ghi rất là rõ nha quý vị nha. Đây, kinh trùng tăng phẩm chia đều tại gánh hát lô tô 5 rất là rõ ràng về vấn đề kinh ha quý vị ha. Rồi cho các thi sinh vào số lại là 34 giờ điểm kia qua, 34 giờ điểm kia qua có 1, 47, 47 có 2, 28, 28, 28 có 3, 13, 13 là con số cuối cùng hợp lệ. Dạ, tấm vé của bé gái hợp lệ như quý vị. Đây để chị làm dấu hiệu ha, chị xe tấm vé chút xíu. Em giữ lại giùm cho chị. 34 giờ điểm kỳ qua, 34 giờ điểm kỳ qua có 1, 47, 47 có 2, 28, 28 có 3, 13, 13 hợp lệ. Và tấm vé của bé gái cũng hợp lệ như quý vị nha. Tấm vé màu xanh hợp lệ đúng ký hiệu của Lô Tô Xuân Nam. Dạ cảm ơn em. Rồi cho các thi sinh giờ cho anh 34 có 1, 47 có 2, 28 có 3, và số cuối cùng là 13 hợp lệ. Và cái tư của chị tấm vé nó cũng hợp lệ. Cho nên bây giờ tặng phẩm của mình á, mình xin chia đều ra là một người như thế là sẽ được 330 ha quý vị ha. 1 triệu mình chia ra 330, à đúng không em? Dạ đúng rồi nha quý vị.